So we had today our press conference for Eurosphere. It is the first of the kind event organized both in Vietnam and in Southeast Asia, because even in Singapore it never happened. And I'm very happy to have this happening in Vietnam. We want to make this event a real platform to create more synergies, more collaborations between Europe and Vietnam. Tôi rất là hân hạnh được gặp nhiều bạn ở đây hôm nay, và tôi cũng muốn bảo là Phái đoàn Liên minh châu rất ủng hộ EVBN và đặc biệt là hoạt động Eurosphere. Saying that I'm very happy to be here, and on behalf of the EU delegation, we are very proud to be supporting EVBN and in particular Eurosphere. Eurosphere in the month of June will also cover the sector of fashion and fashion design, so we hope to be able to present big fashion designers and fashion from Europe, and organize business to business relations between European fashion designers and Vietnamese fashion designers. Vietnam International Fashion Week rất hân hạnh được trở thành một đối tác quan trọng trong sự kiện Eurosphere Art of Living. Việc hợp tác với Eurosphere lần này không chỉ là cơ hội đưa các nhà thiết kế nhãn hàng thời trang từ châu Âu đến với Việt Nam, mà chúng tôi sẽ còn tạo cơ hội cho các nhà thiết kế của Việt Nam, các thương hiệu thời trang Việt Nam đến với thị trường châu Âu. EVBN is organizing this Eurosphere, the big event on the art of living in Europe, bringing the art of living in Europe here in Vietnam. This is a fantastic event, and we are glad to have the Fashion International with us, because this is a fantastic platform. Really, I was amazed to see the video of what Mrs. Trangley has done. This is highly professional. I mean, the catwalk was fantastic, so I'm very happy. And we can see opportunities in terms of exchanging know-how, exchanging all necessary business opportunities in the fashion industry between Europe and Vietnam. We will work together. My colleague Bruno Angelet will make together a joint program and action plan to make next year a European year in Vietnam, and of course the Art of Living exhibition will be a starting point, a launch of the next year, where we will all look forward to having the EVFTA come into effect. So thank you very much. Chúng ta rất là vui mừng có được Vietnam International Fashion Week, là một trong những cái đơn vị mà trong nhiều năm vừa qua nỗ lực mang thời trang của thế giới đến chia sẻ với Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng đó là một cái cơ hội đối với cả không những chỉ doanh nghiệp đâu, mà đối với cả những người yêu mến thời trang của Việt Nam, để có thể được học hỏi, để có thể nâng cao được hiểu biết. Và một phần nào đấy khi chia sẻ Việt Nam với thế giới thì thế giới cũng sẽ hiểu Việt Nam.